Minh Toàn xin trân trọng chào cô chú và các anh chị. Hiện tại là Minh Toàn đang đứng tại khu du lịch đỉnh cao và vườn cảnh treo tranh Việt Nam. Nó thuộc phường Việt Hưng, thành phố Hạ Long. Và đây là một cái khu tắm suối. Khu vực tắm suối, nhưng mà vào mùa này thì không có khách mấy. Mà Minh Toàn đi vào mùa này thấy cái đường và lên khu vực này, và Minh Toàn thấy đường vào đây và Minh Toàn đi đến đây. Thì bây giờ cái suối nước nóng mà chúng ta suối mà chúng ta tắm là nó ở đây. Vào mùa này thì người ta ngăn nước và không cho nước để cho người ta quét đấy, quét lá, quét giọt. Còn vào mùa hè thì nó là ở đây, chúng ta tắm suối là ở đây. Và nên thưa các anh chị, ở đây là cái nhà trưng bày ảnh nghệ thuật Hạ Long, ảnh đẹp vườn cảnh đây. Đấy. Chúng ta đi qua đây. Ở đây là có cái đường lên, một cái đường lên. Ở đây là lên núi này. Đấy. Tham quan đại địa vì mẫu, đại địa vì mẫu thác đôi. Và đây thì có cả nhà vệ sinh và nhà tắm để chúng ta thay đồ. Đây có cả cái xe lướt trò chơi. Và khu vực trên này thì rất là héo hút. Có thể nói là rất là héo hút. Đây là một cái nhà nghỉ ngơi cho các cái du khách đi bộ và ngồi để uống nước. Bây giờ mình Toàn xin mời cô chú chúng ta và anh chị chúng ta lên trên này một chút, xem trên này có gì. Nhưng mà thực sự ở trên này rất là héo hút anh chị ạ. Đây, chắn ngang đường nên mà xe máy không lên được. Đây, có các bàn. Khu vực này không có một bóng người luôn. Thế này là một cái khu du lịch và lấy nước, nước suối để tắm. Đây là cái bình nước. Chỗ này là suối, đường dưỡng sinh. Đây là một cái nhà sàn. Mùa này thì sự rất là héo hút luôn. Ở kia có một cái cầu khỉ đi qua suối chứ không được phép lội. Lội qua suối này thì là đây, không lội đục nước bể bơi. Tức là nếu mà chúng ta lội qua đây là mọi người tắm ở dưới cái suối này nó sẽ bị đục nếu mà không được phép lội. Đây là cái suối mà tắm vào mùa hè. Mùa này thì thực sự là như cô vừa rồi cô bảo là nước không có, rất là ít nước, và hơn nữa là người ta ngăn để mà người ta làm quét dọn với tu bổ. Nhưng mà Minh Toàn ở đây thì không thấy một bóng người, không thấy một bóng dáng người luôn. Và thực sự một cái cảm giác lên đây rất là lạnh, lạnh người, nhất là vào cái thời tiết mùa đông này cực kỳ lạnh người. Đây, đây là cái khu bể bơi. Đây là khu bể bơi. Ở đây là cái suối năm. Khu này là khu suối năm. Đường thì heo hút. Đây, anh chị như kiểu lên rừng ấy. Ở đây thì ở mùa hè là tổ chức tắm suối ở đây. Còn chúng ta thì bây giờ chúng ta đi xuống dưới này thực sự là heo hút, mà Minh Toàn phải nói là không, người nào có yếu tim không dám lên luôn.
bởi vì không có một bóng người, không có ai hết ạ. Ta đi sang bên cái khu này xem thì có cái gì bên khu này. Suối các anh chị. Suối. Những ghế này là cũng để đây luôn chứ không 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 cất. Đây là ao phao là miễn phí này. Đấy, chúng ta có thể lấy ao phao ta tắm, trẻ con là bắt buộc phải mặc áo phao, quý khách tự bảo quản tài sản mất chúng tôi không chịu trách nhiệm. Nhà trưng bày ảnh nghệ thuật Hạ Long, ảnh đẹp vườn cảnh đâu. Đây, nó có cái biển là nhà trưng bày ảnh nghệ thuật Hạ Long, ảnh đẹp vườn cảnh. Mà đây không biết là ảnh đẹp chẳng thấy nhé. Ảnh trưng bày ở đâu vậy? Khu vực này lại không thấy ảnh trưng bày ở đâu vậy? Chắc là thu hết rồi. Thu hết ảnh ở mùa này, không có ảnh, không có ấy. Và thực sự nếu mà hai người thì đi vào đây nó không có cái cảm giác sợ, nhưng mà một người thì vào đây cảm giác lạnh lắm. Đây có cả cái xích, à cái này cái chắn nước. Và nếu mà nước như này thì không có cá đâu, chắc không có cá suối đâu. Và đường từ đây, từ ngoài đường Đồng Đăng mà vào đây thì nó rơi khoảng 3-4 km, 3-4 km từ ngoài đường Đồng Đăng vào đây. Chúng ta đi từ Hà Khẩu, chúng ta lên Đồng Đăng, xong rồi là chúng ta sẽ đi vào cái khu suối Năm này. Và khu suối Năm này nó nằm trong rừng. Thì khi nếu mà các anh chị hay là về đây thì chúng ta có thể lên cái suối Năm này để chúng ta tắm. Nhưng mà vào mùa hè anh chị nhé, cái mùa này thì không có người mà cũng không tắm được đâu. Có cái phiến đá núi trên này xếp được xếp khá đẹp, rất là vuông vắn luôn. Và đây là một cái đường lên, nhưng mà đường lên lại khá sợ, chắc phải rắn rết rất là nhiều, bởi vì là trên này là núi rồi. Wow. Cây cối thì tùm luôn. Chắc là mình toàn phải đi xuống thôi, đứng đây một mình cũng lạnh gáy lắm, lạnh sống lưng lắm, cảm thấy nó heo hút mà đến lạnh người luôn đấy các anh chị ạ. Nhưng mình toàn chắc phải bây giờ phải xuống dưới thôi, và mình toàn sẽ tìm ra một cái khu khác để gửi đến cô bác cũng như anh chị về cái cuộc sống Hạ Long cũng như là du lịch Hạ Long, thì để theo dõi những video mới. Rất mong cô chú và các anh chị hãy chúng ta hãy đăng ký kênh miễn phí để là người đầu tiên được xem những cái video mới về Hạ Long và về cuộc sống của con người ở Việt Nam nói chung. Cảm ơn cô chú và anh chị. Mình toàn xin phép dừng video này ở đây nhé, mình toàn thấy hơi lạnh trong lưng.